Chào các bạn. Rồi, chia sẻ nghe các bạn. Ở video clip này tôi chia sẻ với các anh chị và các bạn cắt kiểu tóc cao bình dân. Thì ở cái tóc này tôi cắt bằng cách kê lực lấy khung trước nha các bạn, và dùng cử 3mm đi phần chân viền nha các bạn. Rồi, đây là cái cử 3mm nha các bạn. Chúng ta lắp cái cử 3mm vô và chúng ta đẩy cái phần chân viền từ dưới viền lên khoảng 1/3 cái sai hông nha các bạn. Đó, các bạn hướng lưỡi tông đơ về phía chúng ta đẩy lên các bạn, cho nó có cái độ lại các bạn. Đó, và chúng ta cũng vuốt tới vuốt lui cái nền đó cho nó mượt màu luôn các bạn. Đó. Rồi ở phía dưới chúng ta bỏ cử ra, chúng ta vuốt lại cái phần viền ở dưới các bạn cho nó mượt luôn. Rồi ở phía sau cạnh bên tay này cũng tương tự các bạn, cũng lắp lại cái cử 3mm nha các bạn. Chúng ta cũng đẩy từ chân viền lên 1/3 và hướng lưỡi tông về phía chúng ta đẩy lên luôn nha các bạn. Rồi kê lược vuốt lại cái cạnh đó cho nó liền dắt luôn các bạn. Rồi chúng ta bỏ cử ra và chúng ta vuốt lại cái viền cho nó mượt luôn các bạn, cho nó đều luôn. Rồi chấn viền luôn các bạn. Rồi ở phía sau hôm sau nữa các bạn, tôi cũng kê lược lại và tôi cũng lấy khung lại ở phía sau luôn các bạn. Đó. Khung này lấy cho nó thẳng dách nha các bạn, thẳng cạnh luôn. Rồi kê lược vuốt lại cái nền phía dưới xíu cho nó thẳng dách luôn các bạn, cho nó mượt luôn. Rồi ở phía dưới này chúng ta lắp lại cái cử 3mm nha các bạn. Chúng ta cũng đẩy từ ở dưới viền, ở dưới gáy các bạn, dưới ót chúng ta đẩy lên cho nó lại luôn các bạn. Vừa đẩy vừa hướng lưỡi tông về phía chúng ta, cách da đầu ra chúng ta cho nó lại dắt luôn các bạn. Đó. Giờ chúng ta cũng vuốt lại cái nền cho nó mượt đều luôn. Rồi chúng ta bỏ cử ra và chúng ta đóng lưỡi, chúng ta vuốt lại cái chân viền nha các bạn. Ta vuốt lại cái phần chân viền ở dưới cho nó mượt đều hết. Do cái tóc này cắt theo yêu cầu là nền và chân viền xanh đen nha các bạn, không phải là sáp trắng nha. Rồi sai bên trái nha các bạn, cũng kê lược và lấy khung lại luôn các bạn. Cái này tôi cắt theo kiểu tới đâu cho nó hoàn thành tới đó luôn các bạn, không đi lòng vòng. Tức là lấy khung xong rồi đi lại cử và vuốt luôn chân viền cho nó hoàn chỉnh luôn. Bên phải cũng như sau gáy và qua bên trái cũng tương tự các bạn. Rồi ở đây tôi lắp cái cử 3mm vô lại và tôi cũng đẩy từ ở dưới chân viền lên các bạn. Đó. Và hướng lưỡi tông ra ngoài về phía chúng ta cho nó lại dắt luôn các bạn, đứng dắt luôn. Rồi vuốt lại cái nền tóc cho nó mượt màu luôn các bạn, cho nó đều luôn. Rồi video là chia sẻ tham khảo các bạn, chứ cũng không có hướng dẫn hay dạy gì. Tôi cũng chỉ là thợ cắt tóc bình dân ở quê thôi. Tôi chia sẻ cách cắt để các anh chị và các bạn tham khảo.
nếu mà thấy video có hữu ích thì có thể áp dụng, còn không thì xem chơi cho vui. Cũng cảm ơn các anh chị và các bạn đã ủng hộ theo dõi. Ở phía trước mai và cạnh bên tay bên trái nha các bạn, cái phần sai chúng ta cũng lắp lại cái cử 3mm nha các bạn, và cũng đã đẩy từ chân viền lên, cũng hướng lưỡi thông về phía chúng ta, và chúng ta đã đẩy lên cho nó thẳng dách, cho nó liền dách luôn các bạn, rồi vuốt lại cái nền tóc cho nó mượt mà các bạn. Rồi chúng ta cũng bỏ cử ra và chúng ta cũng đóng lưỡi sát lên các bạn, vuốt lại cái viền đó cho nó mượt luôn các bạn. Rồi cơ bản chúng ta cũng đã đi xong cái phần khung và chân viền rồi các bạn. Ở đây là cắt máy. Cắt máy thì tôi cũng cắt bằng tông luôn các bạn. Ở bước này thì cũng có nhiều cách cắt các bạn, có thể tỉa mỏng và dành bằng kéo bén, cắt bằng kéo bén, và cũng thể kẹp tay cắt bằng kéo bén. Ở đây tôi cắt luôn bằng tông đơ luôn các bạn, vừa cắt vừa so tóc trên phần đỉnh luôn các bạn. Đó, chả lược vô tóc và chúng ta nâng tóc lên vuông góc với da đầu, và chúng ta cắt cái ngọn tóc dài cho nó ngắn đi đó các bạn, cho nó đều lại. Thì do yêu cầu cái tóc này cắt mái gọn nha các bạn, cho nên tôi cắt cái ở phía trước trên chân mày xíu các bạn, tầm khoảng 1 cm. Rồi chúng ta cũng kê lược, chúng ta cũng sơ ngọn phía trên cho nó mỏng tóc bớt đi các bạn. Rồi phía bên trái cũng tương tự, chúng ta cũng kê lược luôn, cắt bằng tông đơ luôn các bạn. Đó, chúng ta chạy từ máy bên bên trái này, bên phải này về bên trái, chúng ta cắt những cái ngọn tóc dài để cho nó dư đổ dư các bạn, dư ngọn, rồi sau luôn phần đỉnh luôn. Đó, ta chạy lên cắt những ngọn tóc mà nó dư dài, ta cắt cho đều hết là nó mượt. Rồi cơ bản chúng ta cũng đã cắt xong phần mái bằng tông. Ở đây tôi dùng cái tỉa, tôi tỉa sơ lại cho nó cái tóc nó mà tơ và nó mượt xíu các bạn. Thì ở bước này chúng ta tỉa cũng một kéo hoặc hai kéo một chỗ, thì chúng ta cũng di chuyển cho giáp vòng khuôn đầu và phần đỉnh luôn các bạn, cho cái tóc nó mỏng và nó ôm nền xuống các bạn. Đó, chú ý ở bước này các bạn tỉa ngọn đó các bạn đừng tỉa sâu quá ở trên phần đỉnh nó sẽ bị bung trẻ các bạn. Rồi cơ bản chúng ta cũng cắt xong cái tóc các bạn. Ở đây thì tới cạo viền cũng là bước để hoàn thành luôn cái tóc nha các bạn. Rồi cũng cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi ủng hộ kênh trong thời gian vừa qua. Tôi cũng xin chúc các anh chị và các bạn làm ăn phát tài, vạn sự nhí và thành công trong cuộc sống. Các anh chị và các bạn thấy video có hữu ích thì có thể đăng ký kênh ủng hộ, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những cái video mới tiếp theo. Rồi tôi cũng chải lại cái tóc cho nó hoàn chỉnh xíu rồi kết thúc luôn cái video các bạn. Cái tóc này chải theo cách chải theo kiểu là chải máy xéo hơi đổ nha các bạn, chứ không có chải hất lên các bạn. Cũng tùy theo mỗi em mỗi sở thích các bạn ơi. Ở đây thì em trai này kêu máy chải xuống rồi xéo hơi và đổ nha các bạn. Rồi đây là kiểu tóc cao ba dách bình dân nha các bạn. Đó, máy ngắn xéo hơi. Rồi
Video chia sẻ là vậy, còn xấu đẹp cũng do cảm nhận của các anh chị và các bạn. Cũng cảm ơn các anh chị và các bạn đã ủng hộ theo dõi hết video. Hẹn gặp lại những video tiếp theo.